Cho nên đó, cái việc mà ngày giỗ thì ra bộ thắp hương cho các cụ, đây là cái truyền thống tốt đẹp, phải khẳng định với chúng ta được đó. Nhưng Phật tử này hỏi rằng cái ngày hôm đó thì tụng cái gì, niệm Phật ra sao, tụng cái gì thì tốt nhất cho cái việc đó. Thì ở đây thì chúng ta tu theo tình độ, nếu có thời gian thì chúng ta trong vòng trước đó khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày, chúng ta tụng cho mỗi ngày được một bộ kinh Địa Tạng, hoặc là mỗi ngày được quyển kinh Địa Tạng thì cũng được, tùy theo thời gian. Nếu không được 49 ngày được 21, không được 21 ngày thì được 7 ngày. 7 ngày trước khi diễn ra cái ngày dỗ các cụ thì chúng ta phát tâm tụng cho 7 bộ kinh Địa Tạng 7 ngày. Và cộng thêm chúng ta phóng sinh một chút xíu nữa, làm thêm một chút việc thiện nữa, và hồi hướng cái công đức ấy để cầu siêu cho các cụ, thì đây là việc tốt nhất. Còn lúc ra mộ thì cái thời gian không có nhiều, nếu chúng ta bày lễ ra đó để đọc kinh tụng kinh ngoài đó thì nó cũng không được trang nghiêm lắm, trong cái thời gian nó ngắn ngủi như vậy, thì chúng ta cứ tụng phát tâm tụng 7 ngày trước đi. Xong cái lúc ra đó thì chúng ta có thời gian thì tụng cho 3 biến đại bi, 1 biến thập chú bát nhã, xong rồi niệm Phật cho khoảng 1 tràng hoặc 3 tràng hồi hướng tam tự quy thì là xong. Nếu không có thời gian nhiều như thế thì chúng ta chỉ đã ngũ bộ chú, tức là tịnh pháp giới chân ngôn an nam an nam bát thủ thân chân ngôn an xỉ lâm bổ lâm vân vân, cho đến cái đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú án thì cái này phải là bà sa la là đi bàn bàn là đến bà sa la văn văn hoàn lô lô văn sa la ha đó. Xong chúng ta chỉ cho khoảng độ tầm 21 biến chú văn sinh, văn sinh thì độ thần chú năng bổ đi đã bà dạ đó, xong bắt đầu là hồi hướng niệm Phật, còn thời gian thì niệm Phật tới 1 tràng hoặc 3 tràng được, xong niệm tứ thánh hiệu, xong bắt đầu là hồi hướng là trì chú cầu siêu công đức thù thắng hạnh vô biên thắng bất lai hồi hướng bổ nguyện trầm định chư chúng sinh tập vãng vô lượng quan Phật sái thập phương tam thế nhất hết Phật chư tôn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam độ cộng nhập tiểu lưu tinh hải. Nam mô sa bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tiểu phụ nhân tiên giáo chủ tiên bách nhân hóa thân bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đó. 3 lần đọc Nam mô sa bà đó xong chúng ta tam tự quy luôn, thế là xong, thế là hồi hướng. Còn khấn thêm cái gì thì khấn, mời các cụ trong những ngày đấy thì ngày dỗ ngày tràn thì thôi các cụ khấn khứa nôm na kiểu như các cụ là thì sống khôn thác thiêng, thì trong những ngày này thì các cụ về với con với cháu, các cụ sớm phát bồ đề tâm, nghe pháp tụng kinh, tu hành theo lời Phật dạy để sớm được thành Phật quả, để rộng độ chúng sinh, làm chỗ dựa tinh thần cho con cho cháu vân vân. Khấn cứa cái gì khấn cứa đấy, thì đấy là do gì là chúng ta. Cho nên theo này thì đấy cái nghi thức của Phật tử chúng ta trong những cái ngày dỗ ngày Tết để nên làm cái điều đó, nên tu cái công đức thiện đó để hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên, cho những người thân đã quá vãng rồi. Thì đấy là cái việc làm tôi nghĩ rằng là tốt nhất cho những người đã khuất, cho vong linh gương mồn của những người đã khuất, chứ không phải là ra đó thì mới giải bản tụng kinh gì niệm Phật gì ở đấy. Thì tôi nghĩ là đến lúc đó thì cũng không cần thiết phải bày cả một cái đàn lễ lớn ở đó để tụng kinh ở đó, thì chúng ta làm ở nhà là chính. Những cái ngày dỗ này làm nhà là chính, chứ không phải những cái ngày lễ tạ mộ hay cái gì đó. Bây giờ làm lễ tạ mộ chẳng hạn thì chúng ta mới bày lễ sắp nhang án rồi thanh bông hoa quả, bày lễ đàn tràng ra tụng chỗ mộ, đấy là nghi thức lễ tạ mộ ở ngoài phần mộ thì mới nên như vậy. Còn đây chỉ đi thăm các cụ không để quét dọn. Ví dụ mộ bây giờ mà xây rồi thì chúng ta đến quét dọn và quét vôi quét ve để cho mới thì tùy. Cái trời ngày dỗ họ không hay quét vôi quét ve lại đâu, mỗi ngày Tết thôi, ngày Tết Thanh Minh và ngày Tết ngày mới đá mà. Còn ngày dỗ thì thường là ra để quét lá quét tẩu nếu như mộ xây rồi,
hoặc là mộ chưa xây thì có cỏ nó mọc thì người ta phát bụi rậm phát quang đi thì thắp ba nén hương xong rồi đọc mấy câu thần chú như lúc mẹ thầy nói. Nếu mà không thuộc thần chú nó thì niệm Phật cho khoảng độ tầm 10 hơi được, niệm Phật 10 hơi được. Lấy công đức niệm Phật 10 hơi đó để hồi hướng cho các cụ khấn nôm thôi thì cũng